chuyện gì? Nói chị nghe. Đêm qua thì đứng ngoài ban công khóc, không phải giấu. Đừng tưởng là chị không biết. Thằng Nghiêm nó làm sao? Em nghĩ là anh Nghiêm có người khác. Cái gì? Em tìm thấy hóa đơn thanh toán siêu thị ở trong túi quần anh ấy á. Sao lại có chuyện này được nhỉ? Có khi nào thằng Nghiêm nó cầm nhầm hóa đơn của người khác không? Đêm hôm qua em lén vào xem điện thoại của anh Nghiêm. Em thấy anh ấy chuyển khoản thanh toán hóa đơn khách sạn vào đúng hôm giỗ đầu bố em. Rồi cũng ngay đêm hôm đấy có cuộc điện thoại gọi đi, anh ấy nói với em là do công việc. Thế nhưng mà như thế không phải là ngoại tình thì còn là gì hả chị? Trang, em phải bình tĩnh đã. Chị nghĩ thằng Nghiêm nó không thể nào làm ra mấy cái chuyện trái với luân thường đạo lý thế này đâu. Em cũng muốn tin là như thế, nhưng mà mọi thứ cứ sờ sờ trước mắt em và bắt em phải tin. Chàng, nghe chị, em đừng nghĩ nhiều. Để tối nay về chị sẽ nói chuyện với thằng Nghiêm xem thế nào nhá. Này anh kia, ý thức để đâu đấy? Vạch kẻ đường rõ ràng thế này, cố mà lao lên nữa. Được chưa? À, anh Nghiêm, có phải anh Nghiêm không nhỉ? Ba anh gọi kìa. Đúng xe anh Nghiêm rồi này. Anh Nghiêm ơi, em Hào này anh Nghiêm ơi. Chào anh em nhá. Em chào anh. Chào anh ạ. Em tưởng anh báo nghỉ phép mà. Anh vẫn đi làm ạ. Xong việc rồi thì phải đi làm chứ. Cứ để anh em làm hộ mãi à? Anh đúng là tấm gương tiêu biểu để anh em trong đội nói theo đấy ạ. Ôi, anh Nghiêm đạt danh hiệu ấy là 8 năm chiến sĩ thi đua đấy. Vẫn chưa xứng đáng đâu. Lại còn là người rất khiêm tốn nữa. Đâu à? Tôi nghe đây. Anh Nghiêm à, anh có rảnh không? Em gặp anh nói chuyện tí. Tôi đang đi làm rồi. Nhưng mà em có chuyện rất quan trọng, có liên quan đến người yêu cũ của anh đấy. Em muốn nói về vụ anh ăn kẹo bông kẹo biếc gì với cô nào trong công viên ấy. Đến rồi. Em ơi, cho chị 3 cốc trà sữa trân châu. Cho chị 1 cốc, ít đường ít đá nhá. Mẹ cũng uống à? Sao mua tới 3 cốc? Tất nhiên rồi. Mẹ á, mẹ cũng phải chiều bản thân mẹ, giống như hay tặng con trai chứ. Sao mẹ lại nói bố là con? Vì mẹ thích.
Mẹ ơi, chú Nghiêm nhà cô Trang kìa. Có cả mẹ Nhím nữa. Cún, dạ. Đứng đây con đợi trà sữa nhá. Mẹ sang gặp cô Đào chút. Vâng ạ. Đào! Đào ơi! Mày đi đâu ấy? Mày đi đâu ấy? Tao đón thằng Cún đi học về, nó đang hàng trà sữa kìa. Thế à, trùng hợp nhờ. Mày chưa trả lời tao, mày đi đâu ấy? Cho em gửi.